cùng mình tìm hiểu những chai vang làm từ vùng Bordeaux của Pháp có gì đặc biệt. Vùng Bordeaux thì đặc biệt là không bao giờ ghi giống nho ở trên nhãn chai. Và đặc biệt hơn, đó là một chai vang được làm từ vùng Bordeaux thường thì phải được blend ít nhất từ 2 giống nho trở lên. Và thường thường phải được làm từ 3 đến 4 giống nho. Trong đó có 2 giống nho chính bao giờ phải có, đó là Cabernet Sauvignon và Merlot. Và để tăng thêm cái mùi vị cũng như tạo nên thêm cái sự huyền bí, họ thường mix thêm những cái giống nho khác để tạo thêm những cái hương vị mới lạ hơn trong từng chai vang của Bordeaux. Cho nên là ở trên thế giới thường có một cái từ gọi là Bordeaux blend, tức là pha trộn từ 2, 3, 4 giống nho với nhau tạo thành một cái phức hợp đa dạng về cái mùi vị và sẽ giúp cho người thưởng thức có được những trải nghiệm rất là thú vị. Đó là cái sự đặc biệt của vang Bordeaux. Trên thế giới có rất nhiều nhà sản xuất áp dụng theo cái cách làm tương tự giống như vậy. Như tại Úc này, họ cũng không có ghi giống nho ở trên đó và đằng sau họ ghi rất là rõ đây là làm theo cái cách của Bordeaux blend với các cái giống nho là Syrah, Cabernet Sauvignon và Merlot. Họ sẽ mix với một cái tỷ lệ nào đó của ba cái giống nho này để tạo ra một cái hương vị đặc biệt hơn là những chai vang tạo ra từ những cái đơn của Syrah riêng, Cab riêng và Merlot riêng. Thì đó là cái cách làm mà mix giữa ba giống nho với nhau hay là 4, 5 giống nho với nhau thì gọi là Bordeaux blend.